Sau khi mà chúng ta vận hành, chúng ta phải hay tạo các cái báo cáo hay các cái cảnh báo để phục vụ cho quá trình mà chúng ta giám sát, phòng ngừa từ sớm từ xa. Đó là một trong những nhiệm vụ khá là cơ bản và cũng là rất cần thiết của những người làm quản trị cơ sở liệu cũng như quản trị về nghiệp vụ, quản trị về ứng dụng. Thế thì tôi có một cái bài bài toán là phải chạy 4 câu lệnh. Mỗi câu lệnh mất tầm khoảng 2-3 phút, mà trong khoảng thời gian là 5 phút thì mình phải cảnh báo. Thì coi như là mình chạy cả cái báo cáo gồm 45 câu lệnh đấy thì nhiều khi nó mất hơn 5 phút rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó giao dịch online. Do đó chúng ta phải cảnh báo liên tục. Đấy thì về cái câu lệnh đó thì đương nhiên chúng ta phải tối ưu rồi. Thì tối ưu nó rất đơn giản thôi, nó chỉ là tạo thêm cái index trên cái trường mà ngày tháng đó cộng một trường tài nữa. Thì kể ra thì ban đầu xét thì nghĩ ra cái trường index theo cả ngày tháng ấy thì thực sự tôi cũng không thích tạo vậy đâu. Thì đợt trước thì có rất nhiều cái nghiệp vụ cũng 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 tạo index theo cái trường ngày tháng rồi, kể cả tạo index trên cái trường Python. Tạo index trên trường Python thì nó không 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 hiệu quả và không không theo khuyến nghị lắm. Nhưng mà lần này thì tôi có tạo cái index theo ngày tháng cũng như là theo một cái trường tài, thì cái câu lệnh nó cũng là cực kỳ hiệu quả, chạy câu lệnh từ 1, 2, 3 phút xuống còn đúng là khoảng 1 giây, nó hiệu quả. Và như thế là bài toán giải quyết của mình đó chính là cái báo cáo của mình trong 5 phút ý. Thì cả cái báo cáo đó nó chỉ chạy mất tầm khoảng 5 giây, chưa 5 giây, 3 giây. 3 giây này hiệu quả. Đấy thì nó sẽ giải quyết được vấn đề. Đôi lúc chúng ta phải thêm một cái index vào nữa, chấp nhận cái việc tốn kém thêm dung lượng, chấp nhận cái việc đi email nó chậm hơn một chút, nhưng nó sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta. Thì tất cả những vấn đề liên quan đến index chúng ta đều phải cân nhắc hết nhé, trước khi mà chúng ta thao tác vào tạo index. Câu lệnh mà chúng ta thường thường xuyên chạy như thế thì chúng ta tạo index thì nó cũng không không phải quá là ngại, là cần thiết rồi. Nhưng mà xem ví dụ như cái bảng đấy có mấy index rồi, 3, 4 hay 5 index, thì chúng ta tạo thêm index nữa thì chúng ta chấp nhận những cái vấn đề liên quan đến email, chúng ta theo dõi xem là có vấn đề gì không. Chúng ta có thể chấp nhận được với cái việc các thao tác đi email nó chậm hơn một chút hay không. Kể ra nó chậm hơn một chút nhưng mà kể ra đôi lúc nó cũng chả chậm mấy đâu mà. Chúng ta cứ theo dõi là ok. Đấy là tôi chia sẻ các bạn về cái việc tạo báo cáo với tạo index theo cái trường ngày tháng và một cái trường tài đó. Thì cái này thì chúng ta phải tạo ra, chúng ta đo lường kết quả. Hiệu quả chúng ta giữ, còn không hiệu quả chúng ta bỏ đi nhé. Cảm ơn các bạn.